Chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với cái câu hỏi là tỷ hưu màu nào thì vượng vận nhất. Quý anh chị thân mến, thì trên thị trường hiện nay tỷ hưu được chế tác thành rất nhiều các cái màu sắc khác nhau. Mỗi màu sắc sẽ ảnh hưởng đến cái tâm tình và cái vận khí của người sử dụng cũng như là cái tác động tới cái mức độ phong thủy khác nhau. Có người thì thích cái vật phẩm phong thủy màu hồng, có người lại ưa chuộng màu vàng hay là màu đen, màu xanh. Nhưng nếu muốn vượng vận, phát tài thì phải biết lựa chọn đúng cái màu hợp với mệnh, hợp tuổi của mỗi người. Có một số loại màu chúng ta có thể tham khảo như là tỷ hưu màu hồng. Thì loại tỷ hưu này thường được làm bằng đá mã não, có ý nghĩa cực kỳ tốt lành trong cái vận trình tình cảm. Màu hồng vốn là màu của tình yêu, tỷ hưu lại là cái linh thú khai thông vận trình. Nên là tỷ hưu màu hồng có cái lợi ích, có lợi với tình yêu, tình bạn, tình thân và hạnh phúc gia đình. Đeo bên mình sẽ giúp cái nội tâm bình tĩnh, tâm tình thông thuận, vượng vận đào hoa, yêu thương suôn sẻ. Cái màu thứ hai đấy là cái màu xanh lá cây, thì loại này thường làm bằng ngọc phỉ thúy, là vật mà nhiều người ưa chuộng, ưu ái sử dụng. Màu này mang tới cảm giác là mát mắt, may mắn, lại thanh lịch, dịu dàng, dễ chịu, vừa hợp phong thủy lại có cái tính thẩm mỹ cao. Đây là màu tỷ hưu có cái tác dụng là khai tài vượng vận tốt nhất, biểu trưng của cái quan chức thăng tiến và hanh thông. Màu thứ ba đấy là màu vàng, được làm bằng hoàng ngọc, màu sắc trẻ trung, tươi tắn. Màu vàng là màu của quý tộc hoàng gia, có ý nghĩa phong thủy là người đứng đầu, rất cao quý. Đeo tỷ hưu màu vàng bên người không chỉ bảo hộ bình an, phát tài phát lộc mà còn chiêu mộ nhân tài, có người giúp sức thể hiện cái phong thái lãnh đạo. Việc chọn cái màu tỷ hưu không chỉ dựa vào cái sở thích bản thân mà còn phải căn cứ vào ngũ hành bản mệnh. Ví dụ như người mệnh mộc không nên đeo tỷ hưu màu vàng, mang ngũ hành kim tương khắc. Người mệnh hỏa có thể đeo tỷ hưu màu đỏ, màu hồng, màu tím để khai vận gặp may. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nếu muốn vượng vận phát tài thì chúng ta phải biết là lựa chọn cái màu sắc đúng hợp với cái mệnh, cái tuổi của mình thì mới phát huy được tối đa cái sức mạnh của loại tỷ hưu này. Vậy thì tỷ hưu làm bằng chất liệu gì thì tốt nhất? Và trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong nội dung tiếp theo của chúng tôi.